Nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì ba chị em mình cùng với Mika rất là vui luôn khi nhận được hai thùng quà của chị. Nhưng mà chị thì xin phép được giấu tên. Hôm nay thì phần quà này gồm có là của Mika một phần, của mấy chị em mình một phần và của một phần là của mấy bé trẻ em khuyết tật. À giờ em cũng xin phép chị khui phần quà này nha. Nhưng mà hôm nay thì hơi khác khác một chút xíu. Cảm với Ngân sẽ khui phần này và Mika sẽ chính tay khui phần này. Rồi em khui đi. Nha, khui đây. Em thích nhanh thôi, khui lên nè con. Yeah. Rồi cho Mika khui đó. Bữa nay một chàng trai và ba cô gái. Nay nhà mình có phụ nam rồi. Cắt từ từ thôi, đừng gấp. Nè nha. Sao mắc cái gì? Thế này là em khui quà. Lần đầu tiên Mika khui quà hả Mika? Dạ. Yeah. Đúng không? Lần đầu tiên khui nhà mình mới đúng chứ. Đúng rồi. Sao? Cứng. Mà đúng là ôi, chắc chắn. Ui. Thôi của Mika là cái gì nha? Cứng nhắc rồi ta. Hai đứa cứng không nhỉ? Dạ cứng chị ơi. Cứng vừa vừa. Từ từ thôi Mika. Từ từ thôi. Băng keo. Đâm không lũ. Con khui ngược cái gì đó. Ui. Xong rồi đó nghe Mika ơi. Xong rồi chị ơi. Tội nghiệp nhỏ. Chứ là đợi bên kia. Đợi chị ơi. Từ từ thôi, đừng gấp rồi chừng trúng tay. Nè. Nè. Cái này là gì? Đẹp quá vậy. Ồ. Này ấm lắm á. Ấm lắm hả? Ấm lắm đó chị. Này nghe từ từ nha. Wow. Chị cũng thấy xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ rồi kìa. Từ từ thôi. Từ từ Mika ơi. Để kéo cắt á. Dạ dạ. Cắt đi. Lần đầu tiên anh khui quà với chị, anh cũng giống như mấy chị em mình vậy đó. Trời, lúc trước khui quà đụng muốn chết luôn. Không được. Để hoàn thiện chút nha. Từ từ thôi, không cần gấp. Đó. Ngọt ngào gì đó. Rồi, khui thôi. Của em là len. Đây. Cái này là len này chị ơi. Mika cứ lấy đi. Bên bên chị thẩm thôi trước đi ha. Dạ. Đây cũng là len. Ủa cái gì rớt vậy ta? Ba cái này là chị nói là cho mấy bé cái tặng. Dạ. Cho nó ấy. Nhân ơi, để qua một bên. Đổ thì ra đi qua. Đổ ra đủ không? Đổ nó đủ không tôi? Cái này. Wow. Cái này là đẹp quá chị ơi. Cái này màu đỏ. Cái này ấm lắm. Ấm. Mùa đông này tháng 12 á, nhất là Noel á. Dạ. Nó có mấy cái bánh nó bị rớt xuống. Cái này màu tím nè. Ừ. Quá trời luôn á chị, nhiều luôn á. Wow. Này là chị tự đan đó, hai đứa. Tự móc quá hả chị? Tự móc nhà luôn. Con gỡ đi ha. Wow. Con cái này có con. Còn nữa nè. Màu tím. Wow. Cái mấy cái này là bánh nó bị dặn, chắc là dặn chuyển nó bị bể. Nó bị bể. Người ta thảy lên thảy xuống. Dạ. Cái này là khoai tây. Có gì chứ Mika kìa con. Ủa? Mika, đây, Mika. Đây là của Mika nè. Đây là của Mika luôn. Cái này có con không? Đây, của Mika luôn. Đây là cái hộp bánh gì bể. Đây là xúc hút xúc. Rồi của Mika. Cái nào của Mika? Đổ quá trời Mika chị ơi. Đó chị ơi. Ba hộp luôn. Cái này nó bị. Đây là của Mika. Của Mika luôn. Nguyên một thùng của con. Đây là của Mika luôn. Đem lên. Đây luôn. Cái này là cái gì vậy ta? Nó là cái gì vậy Mika? Cái đó hả? Em biết cái này nè. Cái này chỉ dùng cho nam thôi. Bỏ ra luôn nha. Dạ. Wow. Biết không, biết này thiệt không? Thiệt. À. Nè Mika ơi. Chưa từ từ thôi. Cái đó là cái gì chị? Cái này sao giống hen. Ủa. Hen là tay nè. Giữa tay hả chị? Không giống như cái bao tay gì á. À. Con có cần mở ra không hay là thổi? Không biết. Không biết nữa. Sử dụng đi ha. Mika ơi. Chị có cái này nè. Đố Mika biết này là cái gì? Chị nghĩ là nước mà. Em mở đi nè, em mở đi. Con mở đi ca. Em mở đi. Cái này cũng có Mika sức nước đại lại. Này chắc là trong lúc vận chuyển bị bể hả chị? Luôn. Xúc mấy cái hộp ra. Ơi, cái gì vậy ta? Khái dữ rồi ha. Mẹ cưng dữ. Quá. Wow. Wow. Xít. Đúng rồi. Thơm quá thơm. Đây, còn đây là dầu gội nè, chắc luôn. Wow. Đây là dầu gội của Mika quá đó. Rồi, đồ của Mika ngập hiền. Vàng luôn rồi. Còn đây là cái đèn pin. Là tóc. Có đèn, có sẵn pin luôn. Đây chị khui giùm cho nha. Thơm mà chị có gỡ gì nè. Chưa nhét không vô. À, con gỡ nắp rồi chưa? Rồi. Rồi. Dễ mà. Tiếp theo là một hộp sô cô la. Ồ, đây nha. Khui quà cho Mika.
đi cả ơi, xong xíu thì trở về xong hết. Đây là tặng bé Ngân, không biết đọc. Đó. Trời ơi đây, cái gì nhỏ. Đi hồi hộp. Từ từ, từ từ, từ từ, đừng hối. 1, 2, 3. Wow. Trời ơi, màu tím nha chị ơi. Em cảm ơn chị. Cảm ơn Lục cực khổ lắm á. Tiếp theo là từ từ, từ từ, caramel chị ơi. Ủa, có luôn hả? Em vui cho. Nhẹ 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 nhẹ. 1. Thôi em thấy cái mặt trước quá. Ngăn hồi đi Ngăn ơi. Không, vô thơm cái gì đó. 1, 2, 3. Đó. Trời ơi, cái này là gì ta? Ôi trời ơi. Của em tặng đó cậu. Very special. Cái này là caramel rất cần nha chị ơi. Bỏ lại. Cái này rất cần luôn á. Đã quá. Hai cái này giống để nhau. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Tiếp theo là của bé An. Của bé An luôn hả? Rồi, của chị em đi chị, mở ra đi chị. Cảm ơn cậu. Hết rồi. Cảm ơn chị nha. Còn... em ơi mở quà. Còn cái nốt hả? Cái vũ kỹ xíu. Bánh không vậy? Wow, cảm ơn. Còn lớp bên trong nữa. Mika ơi, còn Mika. Cái nón nè. Ủa em cái nón này còn cái nón không biết là cái gì ở trong. Có mở luôn không ta? Đây. Mở lỡ tiếp nhận đi. Để em hả cho. Có cái kéo không? Có cái kéo không? Cái kéo hả? Đợi phía sau. Thôi mở được luôn rồi. Trời đất ơi. Có cái túi nữa chị ơi. Cái túi đi đựng nữa. Cái này là cái gì vậy? Cái này chắc dùng thôi. Chị ơi. Trời ơi. Chị cái này là chắc là sức á, sức mặt hay gì á chị ơi. Chị thấy cái nhỏ này chắc dầu thơm quá hả? Ừ. Cái đó dầu thơm á, còn cái này. Cái này chắc là dầu thơm wow, còn cái này. Đẹp cái đó. Này em thấy có chữ body. Đúng rồi, chắc sức có chữ body chắc là kem hay là cái dưỡng gì đó. Cái vị đẹp quá. Em cảm ơn chị nha. Màu tím. Em thích màu hồng. Màu hồng. Còn có cẩm nữa cẩm ơi. Có của em nữa hả? Có em nữa. Lấy lên nha nha chị. À, cái này màu kem. Là mền không á chị? Mấy cái này là mền không chị hả? Cho mấy em bé hả chị? Dạ. Mika ơi. Con gì nè Mika? Mika ơi. Dạ. Cái đó. Nè, cái này lăn khứ mùi. Nè, con nhận gì nè. Đó, cái này là nhận xuống, nhận ngược lại. Lên. Đó. Cái này con lăn khứ mùi, lăn nách. Chị ơi. Chị nói gì là hiểu rồi. Đó. Wow, ở đây Mika chị lấy giùm em nha. Chữ này là chị. Ủa, cái này của em. Chị ơi, cái này của em nè, bu má. Wow. Wow. Có tên em trong đây nè. Đó, cảm ơn chị nhiều nha. Cái này của Mika quá, chị nghĩ là của Mika đó, Mika. Cái đó là cái gì vậy chị? Cái mền, lấy cái mền đó. Thuốc nữa con ơi. Quá trời mền luôn. Chị mất mền ơi. Cái màu này mới đẹp nè. Của Mika. Màu này giống màu gỗ nè. Ghê. Này chị có để tên hết á. Này là của con hả ta? Tóc. Là đó là gì chị? Sao chị không thấy tên? Hai đứa kiếm tên của con quá không? Biết đồng hồ, đồng hồ luôn. Gờ sót. Con mở đi Mika. Của Mika, Mika à, đi con. Gờ sót luôn á chị. Wow, thương hiệu nha. Không biết thương hiệu. Em cũng không biết. Trời ơi. Cố lên. Ồ, trời ơi. Trời ơi. Mở ra đi để chị đeo giùm cho. Đẹp dở lắm lên, á. Dở lên, dở lên, dở lên. Wow, màu đen men ghê luôn Mika ơi. Ôi, wow. Đây dạng tiếp trời. Cái này mày ơi đẹp quá. Hai đứa giở tay lên, hai đứa giở tay lên đi. Bên này nè chị, bên kia có cái đồng hồ. Ờ, có đây nè. Mika ơi, về cất cái đồng hồ đó vô đi Mika. À, đẹp quá luôn. Ôi đồng hồ này đẹp thiệt luôn. Đồng hồ này mất tiền lắm hả Ngân? Dạ. Chị không biết. Đâu nhìn cái đồng hồ chứ không biết thương hiệu. Em cũng không biết nữa. Đây đưa lên đây, ba chị em chăm sóc cho con cho nghe. Trời đeo vô chị ơi. Này phải gì không? Ngược hả? Ừ, đúng rồi đó. Đúng không? Vừa không ta? Ôi chị, em đang cảm thấy là chị đeo đồng hồ cho em coi á. Có gì hả? Nó mới đúng. Chị không biết. Lộn cộng trong những vụ này quá. Để cẩm lo chị ơi, cái này cẩm gần lắm. Thôi em tự đeo. Em tự đeo. Tự đeo luôn đi. Vừa không ta? Ôi đẹp lắm á. Ôi phải tay Mika mập lên xíu nữa Mika. Con Mika chịu hết nữa nặng không? Xíu. Vì cho con hai thùng nữa. Mập thôi lên à. Xíu. Mập lên xíu nữa. Rồi. Mika, Mika nói cảm ơn con đi. Con thích không Mika? Rồi, cảm ơn mẹ cảm ơn đi. Cô. Cảm ơn rồi tiếp nha, cảm ơn. Đây là sô-cô-la nữa nè Mika ơi. Của Mika mà, đúng không? Không có tự tên, em cũng không biết nữa. Bạn! Đâu, đâu, ở đâu vậy? Chị ơi, đây nè. Đâu phải, cái này đâu phải sô-cô-la. Mẹ An nè chị. Ờ, các bạn ơi, đây là cái bánh dành cho chị An nha. Bởi vì chị An rất là ốm, nên là ăn cái này vô để bồi bổ. À. Không biết
biết sao nói luôn. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Chị đã bồi bổ sức khỏe cho em. Còn cái này nữa nè Mika ơi. Ủa không phải. Ủa, của Mika. Của Mika. Cái này hình như là của Mika hết. Của Mika. Rất là cần của Mika luôn rồi. Cái này cũng của Mika. Nè, của bé Cẩm nè. Trời ơi, quá trời đẹp luôn. Rồi, khui đi. Khui nha, đừng quay hồi hộp nha. Nhẹ nhẹ gớt cái hộp. Wow. Đẹp chưa chị ơi? Giống của bà. Giống hai đứa em giống như vậy. Một bên nhỏ, một bên lớn. Cảm ơn chị rất là nhiều nha chị ơi. Em sẽ xịt nó. À, cái này của con đó nè Mika ơi. Đây. Kẹo hả chị? Kẹo á. Có 4 lần bà vị. Con nên tự khui đi. Đó, đồ của Mika quá trời nhiều luôn. Sunrise. Áo này nè, áo này của Mika. Cái này là dưỡng thể. Mika, trời ơi Mika sao dưỡng thể. Mika áo của con thử thử nè. Đây của con đó nè. Cho chị khui đi, chị thích. Lát nữa chắc chị An phải kiền chiếc xe lại cho con chở về của Mika ơi. Cái giấy. Đây, của Mika đó nè. Cái này cũng của Mika luôn. Cái này làm giấy, khăn giấy. Khăn giấy hay vậy chị? Mika. Xà bông hay vậy. Này cái gì tội? Cái này chị không biết là gì luôn á. Cái này cũng của em luôn. Cái này là cà phê sữa nè. Còn cái này là kẹo mà chị Cẩm. Ừ đúng rồi, kẹo. Kẹo bốn vị á. Cái này nghĩ chắc là xà bông cục hay sao quá chị. Đó. Cái này hơi bự so với con hả? Mika mặc lên mặc là vừa chị. Đây chị ăn soạn thùng mà chị ăn đóng lại cho con. Đó là Mika. Rồi. Quá trời quà luôn. Vừa không con? Vừa không con? Vừa. Em thấy cái này vừa hơn so với con. Cái này vừa. Cái này vừa không? Vừa luôn quá ha. Vừa. Mà chị thấy nó hơi rộng so với Mika ha. Rộng dễ thoải mái á. Thoải mái dễ thở chị. Nhưng mà nó dài á. Xì tay của dễ trẻ. Của Mika là xì tay hôm bữa chị ăn bữa đó hơi hơi ôm chị. Ôm body. À. Đúng con. Còn mà không nhớ. À, chị ơi, những cái mền đó mà chị đang cho những cái trẻ em khuyết tật đó, khi nào mà em nhận xong số lượng đó, thì em với Cẩm với Ngân sẽ đi vô phát cho các bé. Để sắp tới mùa đông rồi cũng rất là lạnh luôn. Cảm ơn đại diện cũng cảm ơn những trẻ khuyết tật, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Em cũng xin đại diện nhóm chúc chị hoặc là những sức khỏe nha và thành công trong công việc. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chào chị nha. Dạ, chào các bạn.